Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Trọng Phát Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bình rót bia nha các bạn, bằng cái bình thủy tinh này. Mời các bạn đón xem. Let's go. Thì trước tiên các bạn để làm cái bình rót bia thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái motor bơm chìm nha các bạn. Một bơm mạch tạo trễ. Bộ nguồn nha các bạn. Và ống PVC nha các bạn. Ống này là ống 21 nha các bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ cắt ống, mình làm cái khung nha các bạn đón xem. Sau khi mình cắt xong rồi mình mài lại nha các bạn. Sau khi các bạn cắt và nối như vậy rồi, các bạn chuẩn bị, các bạn gỡ ra, các bạn hà nó dán keo vô nha các bạn. Nhìn ok nha mọi người.
tiếp tục nha bạn. Rồi nha bạn, đây bạn thấy lỗ không? Ok nha các bạn, bây giờ mũi khoan này khoan hiệu quả nha các bạn. Sau khi mình làm một cái khung như vậy nha các bạn, thì mình để cái bình nó vô. Ok nha các bạn, mình sẽ làm cái kẹp hai bên này cho nó giữ cái bình lại. Này thì mình đo, mình cắt cái tấm bảng để mình để cái ly nha các bạn. Mình cắt nha bạn. Mình khoan bóng đỏ lên bắp nha bạn. Các bạn luồn dây vô dây nha các bạn. Lúc chưa là mình chưa dán keo ở đây. Nên lấy cầm cảm mình buộc ở đây mình lọt. Bắt cái này đâm nha mày.
Thì bắt đầu mình khoan cái ốc ngay đây cho nó, khi mình siết để kèm lại cái bình này nha các bạn. Đầu gắn bơm đi nha các bạn.
Giờ bắt đầu mình lắng công tắc vô nha các bạn. Thì đây là cái bộ điều khiển của nó nha các bạn, gồm mạch và pin trong đây nha các bạn. Giờ bắt đầu mình đấu nối dây công tắc với motor nó là xong nha các bạn. Mình lúc mình cố định lại nha các bạn. Khi cố định xong thì mình cắt cái phần dây hở nha bạn. Cho nó nằm trong rồi cho nó đẹp nha bạn, cho thẩm mỹ xíu.
Mở động chắc thử nha bạn. Đó là mình test cho các bạn xem ha. Thì trước tiên các bạn muốn sử dụng này các bạn phải dặn chiếc áp này lên để nó bật công tắc luôn nha các bạn. Đây vừa chiếc áp mà vừa công tắc luôn. Đó. Mình để vô. Các bạn khi mà sử dụng á, các bạn mới vô các bạn để ít thôi tại sợ nó chảy nhiều các bạn. Thì cái mức này nè nó chảy như đây. Các bạn nâng lên xíu nữa. Nè. Đó. Mức này thì nó đầy đi nha các bạn. Giờ bắt đầu mình đổ bia mình thử luôn nha các bạn. Còn bọt nhiều quá để mình cho nó bớt bọt nha các bạn. Nha các bạn. Thì đây là một ly bia rót từ bình rót bia nha các bạn. Mời bạn uống nha. Đã bạn ơi. Này bia thiệt nha các bạn. Các bạn nào muốn test thì đem hùng bia lại nha mình nha.